có cái này gấp lắm. Còn một ngày nữa là đến ngày phụ nữ Việt Nam rồi, thì anh em chuẩn bị đồ xong hết rồi, bánh trái clip ca nhạc gì có hết, thì còn cái phần hoa anh tính ra là gấp quá, mai tới rồi. Hoa hả? Khó quá. Để em nói chuyện với mấy đứa, có đứa nào lo được không? Alo, alo. À, Phi hả? Ừ, có việc này anh nhờ em cái. Anh thấy cũng anh lo hết được, nhưng mà anh thấy chỉ có mày lo được thôi. Em nói Tướng bên phòng thương mại á, chuẩn bị chuyển mấy cái container xuống chỗ Vincom 7 á. À, em coi là thôi giờ khỏi xuống Vincom 7 để em chuyển hết mấy cái container đó lên Đà Lạt giùm anh cái. Có gì là anh tính là khoảng là 8 cái công. Mình sẽ lo cho chị em phụ nữ mấy cái hoa để có cái ngày cho họ vui vẻ tí xíu. Thì tổng cộng là công ty mình là khoảng 31 phụ nữ, đâu đó khoảng là 806 tuổi. Đó thì 8 công như vậy là một công của đó nó chỉ chứa được khoảng là 100 tuổi. Thì em làm sao làm là kiếm cái hoa là đủ là đủ 8 công của anh cái. Khoảng là tối ngày 3 giờ rưỡi là em trở về đến để trước cái văn phòng siêu công được rồi. Sau đó kêu anh em bên nhân sự xuống là lên rải hết từ cầu thang đến lên mái nhà cho anh cái nha. Được không? Chị là có anh lo cho anh nha, cho anh, em lo cho anh giùm anh cái nha. Chết rồi, điện thoại anh hết pin thôi, mày nhớ anh nói gì đúng không? Tí mình nói lại giùm anh cái nha. Thì là cái vụ hoa là anh lo được rồi đúng không? Ok, mấy phần kia để em lo cho. Thầy. Cảm ơn anh. Là bây giờ là thứ năm của mình đó, là ngày phụ nữ Việt Nam, công ty anh em mình đơn mình làm cái lễ chuyện vui, mà giờ cái phần hoa là anh bé anh điều động anh vào cái nói chung là ok thôi, rồi còn phần quà gấp quá không biết sao, anh coi giúp em cái phần quà cho chị em được không? Quà cho chị em gấp có gì? À, ký gì anh đây này, cái trời bãi rất lớn, ban lùa ban bãi có một thứ, dạ. Thì anh nghĩ là ở đó có rất nhiều món hàng, đặc biệt có một món mà anh nghĩ là không những chị em thích nhưng mà anh em thì càng thích hơn. Anh thấy em thấy bắt đầu hồi hộp rồi đó. Hay là mình ship một mớ một lọ khe về tặng chị em. Một lọ khe? Vâng, một lọ khe. Anh nghĩ là anh em cũng thích thì chị em cũng thích. Ý kiến hay à? Bây giờ vậy mình ship một container nha. Ok, được. Vậy anh coi điều cái anh giám đốc nghe cái chuyện này là anh gọi ở ngoài nó ship về, gọi anh Lâm Hà nó ship. Ok anh. Alo. Cả. Anh thử. Ship một container cùng lọ khe về tặng cho em nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam. Ok, ok, kiếm trận này xin kiếm trận. Ok, ok. Ok anh. Ok. Thì là kể như mình xong rồi đó. Phần hoa thì anh bé em lo, phần quà thì anh lo. Hoa là 8 container, quà một lọ khe 1 container, là coi như là hoàn thành. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Em thật dịu dàng khiến anh run động, làm anh bắt đầu chỉ riêng anh, mà lời thì thầm muốn nói với em đẹp nhất hôm nay. La 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 mùa xuân phố hay lễ thiên thai, điều này thật thà muốn nói với em đẹp nhất hôm nay. Có sáng em hiền lắm, có nét môi thần chưa, có tiếng ai thì thầm, ôi em đẹp nhất hôm nay. Hãy để anh chiều bước, như sáng hay hoa
nhập hôm nay. Ủa mình vô sớm rồi ta. Ờ vậy thôi.